Chương trình được tiếp nối, kính mời quý vị thưởng thức bài Từ Giả Lạng Nhân Nghĩa. Bài này đã được Đức Huỳnh Giáo Chủ viết vào rằm tháng 6 năm Canh Thìn tại Lạng Nhân Nghĩa, Sà No. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giả từ bốn đạo ít lời, dình câu nguyện giấy chớ lời nghĩa thầy. Bớt lòng thương nhớ từ đây, chẳng nên bệnh rình đấy thầy an tâm. Nhớ lời dạy dỗ ca ngâm, Di Đà sáu chữ trì tâm chớ sờn. Cuộc trần thầy tỏ thiệt hơn, mấy người bê trễ chậm chân tới thầy. Nghe theo lời chỉ sau đây, lành bài cầu nguyện về rài mà tu. Dạy dân độ tóc rối bù, mà trong ba tánh hiềm thù chi ta. Trễ chân thầy mắt đi xa, hỏi thăm hương bộ vậy mà cách tu. Trăng còn khi tỏ khi lu, cho nên phận lão viên du đổi dời. Càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Người khùng trí lại cuồng ngông, cớ sao thế cuộc lão thông cùng kỳ. Xả thân tầm đạo vô vi, nhiệm màu thâm diệu nan tri lão bài. Cầm hương chấp mi lại hai tay, đưa lên trên trán nguyện bài quy y. Nguyện rồi xa xuống tức thì, cấm hương rồi cũng đứng thì thẳng ngay. Đọc qua lời nguyện một bài, lại luôn bốn lại tả rài tâm gian. Bàn tay lật ngửa vậy mà, chớ đừng lật sắp vì thầy tái sanh. Đi xa thì phải dặn rành, bàn thông thiên cũng thiệt hành như ý. Bốn phương đều đọc vậy thì, cúi đầu bái tạ từ bi Phật trời. Sớm chiều bình đẳng chớ lời, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Có đau xem thuốc ba bài, tâm thành cầu nguyện ắt nay bình lành. Giấy vàng xé nhỏ đành rành, để trên bàn Phật chí thành uống ngay. Thánh thần phương phất hồn bay, ở đâu cũng đến độ rài chúng sanh. Con rồng mới nửa gúc nanh, mà trong ba tánh thất thanh hải hùng.
Chừng nào thầy lại gia trung thì trong bốn đạo bóng tùng phủ che. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị theo dõi phần thuyết giảng của bé Như Ý qua đề tài Đò Chiều Chuyến Chót. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý ông, quý bà, cô bác cùng toàn thể quý anh chị em có mặt trong đạo tràng kính mến. Nhân hôm nay cũng là ngày 16 tháng Chạp năm 2013. Cũng là ngày tại Ban Trị Sự xã Sơn Kiên có tổ chức ngày họp mặt niệm Phật định kỳ hàng tháng. Và bên cạnh đó, chúng ta có những chút thì giờ quý báu để cùng nhau trao đổi Phật Pháp, để cùng tiến tu trên con đường bước học Phật của mình. Nhằm đền đáp lại ân Tam Bảo và Thầy Tổ trong muôn một, như con tầm ăn lá dâu xanh, cũng phải biết nhã cuộn tơ lòng để đền ơn cho chủ. Và Đức Quỳnh Giáo Chủ, Ngài đã không quên nhắc nhở đến, tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo để rồi hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Hay là chấn hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Thưa toàn thể chư quý cô bác và anh chị, nhận xét thấy, Ngài đã thấy tín đồ còn chìm đắm trong biển lợi danh, lăn lộn chốn mê đồ mà cứ luân hồi chuyển kiếp. Cho nên, Ngài đã chẳng ngồi yên nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn len lỏi xuống chốn phàm trần đặng chịu cảnh chê khen. Bởi vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa. Thưa toàn thể quý cô bác và anh chị, bên cạnh đó, giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn, dạy ở, chữ tu vuông tròn. Và Ngài cũng không quên nhắc nhở tín đồ, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Với lại, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Thưa toàn thể quý cô bác và anh chị, hay là lần thứ chót gọi lời kêu thúc, Thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng. Cho nên hầu để trao luyện đức lành, dồi mài trí tuệ để đầy đủ tín nguyện hạnh và niềm tin vững chắc trên con đường về xứ Phật của mình, như cái đảnh cần phải có đủ ba chân thì mới có thể đứng vững được. Chính vì vậy, đó cũng chính là lý do mà buổi trao đổi giáo lý Phật giáo Hòa Hảo được tổ chức nhân ngày hôm nay. Vậy để đi thẳng vào chương trình, trong buổi trao đổi Tiểu Yến xin thông qua chương trình ngày hôm nay thì gồm có bé Lý Hoàng Minh đọc qua một đoạn giảng, và tiếp theo đó là bé Như Ý sẽ đến đây để rồi đồng trao đổi qua một mệnh đề, qua thời gian vừa tu vừa học hiểu của mình. Và đây, để đi thẳng vào chương trình, Tiểu Yến xin được trân trọng giới thiệu bé Lý Hoàng Minh lên đây để rồi đồng thành kính diễn ngâm qua một đoạn giảng của Đức Thầy trong quyển thứ 5, tức là khuyến thiện của Đức Thầy. Xét thấy bé đã định đến kính lễ chân dung Đức Tôn Sư, giờ quay sang chào khán giả. Thì giờ đây xin được người xưa thường nói đó, chính là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Muốn cho linh động đạo tràng, xin mời toàn thể quý cô bác ủng hộ cho một tràng pháo tay đi ạ. Xin được trân trọng kính mời bé. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta bà của người cũng thế, mau thức tỉnh tu thân kéo chạy đến tội rồi mới hối muộn màng, chỉ cho bằng ta sớm lo toan dần luật nghe kinh trọng Phật đến lâm chung qua
lành đâu mất cõi Tây Phương, chứ Phật đợi chờ. Kính thưa quý vị, chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đến đây đã hết. Một lần nữa, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và bảo trợ thường xuyên của tất cả quý vị. Cầu chúc sức khỏe, thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.